Kia dịch chuyển ra phía sau lưng, anh ta cố gắng bắt Slider một lần nữa. Flash đang thiếu người pha này, phải có siêu hùng giáng thế cố gắng bảo vệ Slider. Siêu hùng giáng thế được dùng, kiệt sức được dùng. Kia đang bị cô độc ở phía trên và đó là cù cứu sinh được dùng. Nhưng sau đó ai tấn công Slider? Slider vẫn đang bắn liên tục, anh ta vừa bị làm choáng. Nhưng sau đó anh ta vẫn đang bắn được, Slider vẫn đang xả sát thương. Và khi Slider được xả sát thương, Gam không chống cự được. Flash bắt đầu tràn lên để mà lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và quét sẵn ra. Đây có thể là siêu hùng giáng thế được dùng. Slider vẫn đang giữ vị trí phía sau, vũ trụ đang ngời cũng dùng khá tốt nhưng bắt được một người, sau đó pha đẩy về cực đẹp của địa. Tuy nhiên sát thương đến từ Play tạm thời là chưa đủ, Play gặp nguy hiểm, Play vẫn bắt được và đó là pha giao tranh đang tạm thời là 1-1. Hai xã hữu có điểm hạ gục, sau đó Flash cố gắng tràn lên, họ cần gì để bắt. Kia già cố gắng lao tới làm choáng hai người nhưng trong đó không có Slider. Slider đang gặp nguy hiểm, anh ta bước thẳng vào cù cứu sinh và đắp một kiếm cho JT. Levi đang chạy, Levi đâm xuống. Kia già là người cuối cùng của Gam còn sống sót nhưng mà Flash gọi nè, Ron không còn kiêng, cú hốc thành công. Sau đó Slider bắt đầu bắn, Levi là người bị cô lập và Levi đã nằm xuống, KT là người dứt điểm. Sau đó Flash đang tìm kiếm những nạn nhân tiếp theo. Slider tìm thấy một người nhưng ta đang bị dính kiệt sức, anh ta đang bị Play bắn nhưng Play bắn không nổi. Hai điểm hạ gục dành cho Flash. Tiêu cắm mắt ở trên, KT đi bộ tới, Yijin đi bộ tới, Levi muốn trở lại tranh cướp trừng phạt chứ không. Levi đang ở trong hang rồng, anh ta ăn được rồng. Sau đó họ đánh vào hướng của Stark. Đề một nhảy lên bắn thẳng vào Stark, phía bên này Yijin cũng đang phải bỏ chạy siêu giáng thế được dùng. Và cả Spell cũng lao vào nhưng Slider vẫn chưa bắn được. Anh ta lao vào tiếng sau, anh ta hạ gục được Play nhưng ta đang bị dính kiệt sức. Hòa rơi nhiều chiêu đúng không? Đó là cú hòa rơi nhiều chiêu. Họ dùng chiêu cuối của Ryan để tiếp cận và cũng có bắt Lào. Họ bỏ lại Blade, Blade mất tốc biến. Có bắt Lào tốc biến chạy đi được, sóng âm trúng của Levi. Và tốc biến lên đến từ Yijin tìm kiếm vị trí của Levi, anh ta chiêu cuối vào. Đó là cứu nỗ lực của tốc biến đến từ Levi, chỉ rút lui mà thôi. Địa một mất một cái khăn giải thuật, Slider vẫn đang free shot. Slider bắn hạ hai chủ lực của Garvin Sport. Yijin đang đi xuống dưới và tốc biến lập choáng thành công, là Play đang gặp dịch chuyển. Dịch chuyển hỗ trợ đến từ khu vực đường trên của Xeros nhưng xuống hơi trễ. Dọn dẹp được hay không đây? Bây giờ thì bên phía thì Flash mới gọi dịch chuyển xuống nhưng họ đã có double kill dành cho Slider. Quả cầu được đặt, lệnh phòng hộ được dùng và Xeros một cái tốc biến bỏ chạy nhưng đối phương tốc biến theo là 3 điểm hạ gục cho team Flash. Flash cũng không có đủ người ở đường dưới, xin lỗi bạn, Gam không có đủ người ở đường dưới và Flash tiếp tục tấn công. Họ lại chọn vào Play mục tiêu duy nhất với Valet đang bám vào rồi. Kéo ra quả cầu đặt tới, chưa có lệnh sóng âm vội, vẫn đang rất từ tốn bởi vì đủ sát thương rồi. Đó là điểm hạ gục thứ tư dành cho team Flash. Đội nhưng Gam không lời, khoan đã stack mà stack đi một mình đồng đội của anh ta đâu. Đồng đội của anh ta đang quay lại, hỏa diễm hiệu triệu được dùng. Nó hút, nó trúng vào Play, sau đó Slider lao lên. Play bấm một cho mình lá chắn nhưng không đủ sát thương, nhưng Slider bị kiệt sức. Levi đang càng vào, Slider bị mất máu nhiều quá, Slider vẫn đang bắn được nhưng có KT hỗ trợ và đó là 1, 2, 3, 4, 5 điểm hạ gục quét sạch cho team Flash. Scatter này nó quá lớn đi. Yijin đang lao thẳng vào Play, anh ta đang bị lầm chậm lại, anh ta có bị bắt hay không? Đó. Anh ta đang bị kéo lại, quả cầu đặt xuống và Play chạy không được, đang cày nát đội đối phương, hai thành viên của Gam nằm xuống. Đánh tổng rất mạnh của Flash được thể hiện hết tất cả mọi thứ, đánh sai điều kiện thắng á. Ui, Slider chơi lớn vậy em ơi! Anh ta rất khủng khiếp, lao thẳng lên, anh ta bấm đồng hồ đợi đồng đội của mình tới. Xe đó này cô đang đấm, Slider vẫn đang sống nhưng máu ta thấp lắm rồi, nhưng bên phía Gam vẫn không làm gì được Slider. Kinh dị vậy, có phải đi hơi ghê nha. Hỏa Dương hiệu triệu nhắm thẳng vào Play, kéo ra và làm choáng. Flash đã có điểm hạ gục đầu tiên và điểm hạ gục thứ hai. Gam đang bất lực và họ chẳng làm được gì cả. Địa một bị xoáy trúng, Slider lao vào dứt điểm. Địa một là double kill cho KT và hai người cuối cùng của Gam còn lại là Play và Zeros, nhưng họ không thể làm được gì cả bởi vì Flash là nhà vô địch VCS.